Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chuyển tiền từ Momo sang tài khoản ngân hàng nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Momo nè. Rồi thì sau khi các bạn vào ứng dụng Momo rồi á, bước tiếp theo các bạn bấm vào chuyển tiền ngân hàng nha. Thì hiện tại mình đang có 100.000 nè, thì mình sẽ chuyển 100.000 vào tài khoản ngân hàng của mình. Thì bước đầu tiên là các bạn bấm vào chuyển tiền ngân hàng nha. Rồi thì sau khi các bạn bấm vào chuyển tiền ngân hàng rồi, bước tiếp theo các bạn tìm tới ngân hàng mà các bạn muốn chuyển nha. Nếu như mà cái ngân hàng của bạn không có ở chỗ đây á, thì các bạn có thể bấm vào cái mục nhập tên ngân hàng này, các bạn tìm nha. Thì hiện tại mình đã thấy cái ngân hàng mà mình muốn chuyển sang rồi, đó là ngân hàng MB Bank này, mình bấm vào. Rồi thì sau khi các bạn đã bấm vào cái ngân hàng mà các bạn muốn chuyển rồi á, bước này các bạn nhập số thẻ hoặc là số tài khoản nha. Thì bây giờ mình sẽ nhập cái số tài khoản của mình vào đây. Rồi thì sau khi mình đã nhập số tài khoản rồi, cái mục ở dưới là nhập số tiền cần chuyển nha, thì các bạn bấm vào. Thì khi mà các bạn nhập đúng cái số tài khoản rồi á, thì nó sẽ hiển thị cái tên người nhận nha. Các bạn xem lại thử cái tên người nhận này đúng chưa nha. Nếu đúng rồi thì các bạn nhập số tiền cần chuyển. Thì bước này các bạn muốn chuyển bao nhiêu thì các bạn nhập vào nha. Thì mình muốn chuyển 100.000 thì mình sẽ nhập vào đây là 100.000. Rồi sau đó các bạn có thể kéo xuống dưới này, nó có cái mục là số điện thoại người nhận này. Thì nếu như các bạn có thì các bạn thêm vào nha, còn không thì thôi cũng được. Lời nhắn, lời nhắn này thì các bạn cũng có thể ghi sau tùy ý các bạn nha. Cái phần này thì mình sẽ để như vậy luôn. Và cái mục ở dưới là lưu thông tin người nhận, tên gợi nhớ này, đặt tên gợi nhớ thì các bạn cũng có thể đặt nha. Lưu hay không thì các bạn bật hay là tắt này, thì mình sẽ lưu nha. Thì mình để cái dấu thế này là bật, còn bạn nào không muốn lưu thì các bạn bấm tắt đi. Rồi thì sau khi mình đã nhập số tài khoản, số tiền vào trong cái phần chuyển tiền ngân hàng rồi, bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp tục nha. Sau đó tới cái mục chi tiết giao dịch này thì các bạn có thể xem lại nha. Xem lại số tiền này, họ và tên này, chuyển tiền về ngân hàng này, số tài khoản này, các bạn xem lại thử ok chưa nha. Rồi bước này các bạn bấm vào xác nhận. Nhập mật khẩu, thì bước này các bạn nhập mật khẩu của ví Momo vào nha. Rồi thì sau khi các bạn nhập mật khẩu ví Momo thì nó để là chuyển tiền thành công này, giao dịch thành công rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ bấm vào cái mục có hình cái ngôi nhà ở góc trên bên phải màn hình này để về cái phần trang chủ của Momo nha. Rồi bây giờ các bạn thử đăng nhập vào trong cái ứng dụng MB Bank, ứng dụng ngân hàng MB Bank này. Thì hồi nãy mình chuyển 100.000 thì bên đây nó đã mất 100.000 rồi nha. Bây giờ mình thử vào ứng dụng MB Bank, mình đăng nhập vào, mình xem thử nó có chuyển qua chưa nha. Coi thử mình đã có 100.000 chưa. Rồi bây giờ mình bấm vào đăng nhập. Rồi bây giờ mình bấm vào cái mục đây để xem tài khoản của mình. Đây mình có 100.000 này, từ Momo mình chuyển sang rồi nha. Vậy là mình đã chuyển thành công. Rồi ok, vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách chuyển tiền từ Momo sang tài khoản ngân hàng nha. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy hay cũng như là hữu ích thì đừng quên cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye.